Xin chào cả của anh chị, mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong hôm nay thì cũng giới thiệu anh chị mình cái hàng mà giống thôi. Trước tiên cũng hướng dẫn cho anh chị mình mà khi mà mình nhận cây về mà mình xử lý sao cho nó tốt ha. Thì mùa này thì của anh chị mình nhận mấy cây mà nó già lá về đó, thì bây giờ là mình cắt bo không cắt thì mình cũng cắt cũng phải đôn giùm con nha. Cây mà nó bị già nó khặn rồi, còn mà những cây mà con đã đôn rồi á, nó đã ra thực được một rồi thì con chị mình chỉ cần lãi lá già thôi. Thì hiện tại là bây giờ là con vẫn đôn nè, con lãi lá bình thường nè, mấy cây này nó bị già bị khặn á thì vẫn lãi lá, lãi hết lá vậy luôn, cứ để vậy ha thì tự nó ra đọt thôi. Nói chung là khoảng 100 cây nó vẫn có hao anh chị, chứ mà 100 cây thì nó vẫn có hao một hai cây, chứ không phải là cây mà nào nó cũng ok nó sống hết ha. Cái đó là tùy thôi, cơ địa cái cây. Đây. Thì mùa này của anh chị mình cứ mạnh dạn mình rong mình lãi lá thôi, lá nào già của anh chị mình lãi, còn mà lá nào nó mới ra non á thì của anh chị mình chừa lại nha. Đó những mà cây mà đôn rồi, còn mà những cái cây mà của anh chị mình chưa đôn thì mình đôn thẳng là vậy luôn, đôn sát sát vậy nè. Cây thì mấy cây này cao chừng 4-5 tấc mà con đôn ra còn có ba lớn vậy thôi nha của anh chị, nên của anh chị mình cứ mạnh dạn mình đôn ha, cho cây mà ra cành nhánh nó mập nó lực á thì sau này của anh chị mình tết á nó mới ra bông bự được nha của anh chị. Còn mà cô anh chị mình cứ để lưa thưa cành nó ốm như ốm nhách là nó không đậu bông luôn, ra chỉ có nụ lá thôi, nên cô anh chị mình chú ý. Còn mà những cô anh chị mình mới nhận cây về á thì để trong mát giùm con nha, để trong bóng râm á, chứ mà có cây bự bự thì mình cứ để ở dưới cái chậu á, để cho râm râm mình quăng đại mình tưới nước đủ cho con nha. Mùa này là cô anh chị mình cứ tưới nước dập ngày, tưới hai cử tưới cho nó ướt bầu luôn, nó đẫm bầu luôn ha, chứ mình đừng có kiểu mà cắt nước ở trên mạng thôi chị á. Cô anh chị mình nè, cứ cắt nước tưới mà ướt cái bề mặt không, thực chất là nó không có thấm xuống cái rễ của mình đâu nha. Mùa này nó nắng rất là dữ, mình không thấm xuống rễ là cây nó có hút nước lên được, thì nó cũng không có tươi tốt rồi chị mình đâu, nó ướt nước bề mặt không ha. Nên có anh chị mình chú ý giùm, khi mà mình tưới cũng phải tùy theo mùa, tùy theo thời điểm mà có anh chị mình canh nước, chứ không phải mà mùa này của anh chị mình canh nước là coi như là thua ha. Nên có anh chị mình cứ tưới bình thường, tưới cứ dập đầy nước giùm là tưới xong ngày hai cử vậy đó. Thì nếu mà cây nào nó bị úng rễ, thúi rễ thì có anh chị mình canh nước thôi. Lá kiểu như mà bị me dập hay là bị cuốn gì đó thì tùy theo có anh chị mình, tùy theo cơ địa cái cây mà mình canh nước, chứ không phải là cây nào của anh chị mình cũng canh nước vậy thì cây nó sẽ chết ha. Rồi thì cũng bắt đầu là giới thiệu anh chị mình mấy cái hàng mà giống. Mà có anh chị mình có những cái thắc mắc gì đó thì mình cứ comment hoặc là nhắn tin qua Zalo cho con luôn ha, thì cũng hỗ trợ cho anh chị mình luôn. Nên ai mua cây bên con thì nói chung là mình cứ nhắn tin qua cho con, có cần gì thì mình cứ nhắn ha. Dạ thì hôm nay thì con cũng tiếp tục lên mấy cái combo thôi nha các chị. Nói chung là mấy cây này hàng 3 cây nè, cao cá gan không. Combo 3 cây như thế này là gồm 3 giống nè. Cây này cây Bình Lợi nha các chị. Còn bên đây là cây Sài Gòn nè, đế nó cũ cũng cỡ vậy. Bên đây là cây Nhị Ngọc Toàn ha. Các anh chị mình xem, cây của con thì xài toàn là gốc lớn không, chứ mà gây gốc nhỏ thì con không có làm ha. Gốc nhỏ quá thì nuôi nó khó lắm. Nuôi nó khó, nó cực lâu phát các anh chị. Rồi thì 3 cây như thế này, combo mã số 1 là 200k là bao ship của anh chị mình luôn ha, là gồm 3 cây 3 giống, một Bình Lợi, một Nhị Ngọc Toàn và một siêu bông Sài Gòn luôn ha. Lá thì đúng là cái Sài Gòn nó có cái ưu điểm riêng đó nha của anh chị, nên mới bây giờ của anh chị mình vẫn chơi được. Qua cây kế tiếp mã số 2 cũng tương tự thôi nha của anh chị. Cây này cây Sài Gòn nè, bên đây là cây Bình Lợi đế bự nè, và bên đây là cũng cây Nhị Ngọc Toàn luôn. Cây nào thì hầu hết là đều có quấn đế quấn cũ hết nha anh chị. Đấy, lá thì hên xui thôi, tại ship thì có khi đường xa mấy cái ngọn này thì nó bị cấn vô cái thành cái thùng á thì nó sẽ hơi bị dập tí xíu, của anh chị mình nhận mình cũng thông cảm giùm chút xíu ha. Đấy, 3 cây 200 bao ship của anh chị mình luôn ha. Cây này là cây mã số số 2 rồi ha, số 2 cũng 3 cây 3 giống luôn. Đấy, một Sài Gòn, một Bình Lợi và một Nhị Ngọc Toàn. Tiếp tục mã số 3 cũng tương tự luôn nha anh chị. Thì ba mã đầu tiên là con lên giống nhau hết. Ba mã đầu tiên lên giống nhau hết ha. Đây là một cây Sài Gòn này. Cành nhánh của anh chị mình cắt bo vô tư nha. Đây, đế thì nó cũng bự bự nhỏ, cái củ thì bự bằng ngón tay cái đi, mà cái chột thì nó bự nhỏ hơn cái cái nha các anh chị. Đấy, các anh chị mình thấy đây là cây Bình Lợi cũng bự luôn nè. Nó bo già rám cắt bo liền. Và cũng là một cây Nhị Ngọc Toàn luôn. Đó, combo số 3. Thì cũng 200k bao ship luôn ha, gồm 3 cây nha các anh chị. Và tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là cái này con lên 2 cây ha, 2 cây hàng chậu luôn. Mấy cây hàng trên sân của con đang bắt đầu đôn á các anh chị. Cái nào mà còn lại thì nói chung là bây giờ là con bán giá xả cho anh chị mình luôn ha. Thì một cây là ở một combo là gồm 2 cái chậu như thế này nè.
Đây là cây siêu nụ nè, tàn nhánh xum xuê, tàn canh đều đây nè. Là cái lô đó con đang đôn đó. Cây của anh chị mình xem cao chừng 3-4 tấc gì đó, nhưng mà con đôn lại nó còn có chút xíu như đám ngoài đó vậy ha. Cây là cây tiếp tục là cây bình lợi nha. Cây bình lợi hàng này hàng chậu củ đế của anh chị mình xem. Về mình có thể là bấm ngọn nha, cắt bo xong rồi bấm ngọn luôn cho nó tàn nó tẻ ra cho nó đều. Mấy cây này thì Tết là của anh chị mình cũng làm nụ được nha, nhưng mà tại vì bông nó không có nhiều thôi. Cây thì mới ghép có mấy tháng nha anh chị. Rồi, combo mã số 4. Tiếp tục qua mã số 5. Mã số 5 là cũng là cây bình lợi hàng chậu luôn. Cái này về của anh chị mình cắt bo được. Bấm cái đầu nó ra là bắt đầu tẻ nhánh nhiều nha của anh chị. Và một cây cúc tây thi ha. Cây này có cây cúc tây thi nè. Đó. Nói chung là hàng bây giờ thì nó cũng vừa vừa chứ nó không đẹp lắm nha của anh chị. Nè, củ đế thì nó cũng bự nè. Cho anh chị mình thấy đây, cặp về là 200 là bao ship của anh chị mình luôn ha. Lên hàng tương đối thôi nha các anh chị, chứ không có bự hung ha. 1, 2, 3, 4, 5. Này mà số 6 nè. Mà số 6 cũng là cây bình lợi luôn. Thì con gần đôn hàng hết rồi. Mấy cái này là con bán xả nha các anh chị. Bán xả của anh chị mình luôn. Cặp là 200 nha. Đó, một cây bình lợi với một cây số bông Sài Gòn. Cây Sài Gòn này đế cũ bự nha các anh chị. Nói chung là hàng này góc vườn nha. Cô anh chị mần cỏ ra nhìn cái đế nó sáng lắm. Này vô cộng dây lại bo nó cũng nhiều nha anh chị. Đây bo của anh chị mình xem nè, cái bàn tay con nó không giáp nha con anh chị. Đó, bàn tay con là con không có giáp cái tàn của nó ha. Này không vô dây nha cô anh chị, mình không vô dây. Khoảng chừng khoảng tháng 8 tháng 9 mình mới vô kẽm nha. Bây giờ cô anh chị mình có cái đầu ngọn là mình bấm hoài luôn cho nó ra đọt thôi. Đấy. Rồi mã số 6 qua tiếp tục mã số 7. Số 7 cũng cây bình lợi luôn. Cây bình lợi với cây siêu nụ luôn, giống y như combo hồi nãy ha. Đấy, một bình lợi một siêu nụ, con đế quấn y chang như cái lô bên kia. Này là con chưa có xả tàn hết á, thì còn mấy cây thì lên mấy cây thôi. Ha, cây siêu nụ về có anh chị mình cũng cắt xả nha, cắt gọn gọn, gọn xả lại, xả hết luôn ha. Mấy cây này là xả nè, còn mà có mấy cây còn xả rồi thì không nên xả nữa ha. Tùy tùy theo anh chị mình ha. Đây là số 7, cặp 200 luôn. Qua mã số 8. Cũng cây bình lợi nha các anh chị. Cây này cây bình lợi về cho anh chị mình cắt lấy bo nè. Nói chung là cây hôm bữa gài nó ế nè. Rồi lên cho anh chị mình chung với cây mai quắn này luôn. Hàng này đáng lẽ là vô chậu được nha các anh chị. Đây, để gần cho anh chị mình xem cái cây này với cây này nè. Hàng này là vô chậu được nè. Mà tại hết chậu được hổm, hết chậu rồi qua đợt á, làm biến vô chưa có vô nữa thì bán sẽ cho anh chị mình luôn ha. Cặp này cũng 200 luôn. Số 8. Số 8 này qua tiếp tục. Từ mã số 9 đây đi là con linh cây bự nha. Chín này ha. Số 9 này là một cây siêu bông bình lợi nha anh chị. Cho anh chị mình thấy cây thì rất là nhiều bo. Cắt ra là chắc cú của anh chị mình không có cây nào mà có cái lô này mà con dưới 40 bo một cây hết ha. Là 40 bo cho tới 80 bo. Tùy theo của anh chị mình cắt dài, cắt ngắn với mình cắt hai mắt ha. Là một mắt thôi ha. Đo chiều vàng. Tất cả cây đều có đế sung mạnh hết nha anh chị. Cây phát triển rất là dữ nha. Chứ không phải mà cây si cây yếu mà lên cho anh chị mình đâu. Nè, hoành cũng 15 gần 16 á. Cao khoảng 50. Cây này 500k bao ship nè. Cây nào mà đế giữ giữ á thì con mới có giá từ 600 nha, còn nhiêu lại thì giá nó cũng bình bình thôi, từ 450 500 thôi nha các anh chị. Tùy theo các anh chị mình lựa chọn ha. Này mã số 9 ha. Trở qua mã số 10. Qua mã số 10 cũng cây bình lợi luôn. Đây, các anh chị em xem. Bo tàn nhánh mập, bo rất là sung nha anh chị. Đây nè. Nhánh nó đi xương cá nhiều nè, xương cá đều đều đều. Mấy cái xương cá này của anh chị mình cắt cũng được nhiều bo lắm ha. Củ đế nó cũng lớn nha anh chị. Nhưng mà cây thì tùy theo cây, tùy theo đế. Chứ không phải cây nào cũng giá một ha. Bằng hoành luôn ha. Hai cây hoành bằng gần bằng nhau, chưa được 16 đâu nha các anh chị. Để cho anh chị mình thấy ha, chưa được 16 nè, nó yếu 16 ha. Chiều cao 58. Rồi. Cái này cũng 500k bao ship của anh chị mình luôn. Đó, thì hôm nay thì cũng lên 10 mã số, hướng dẫn của anh chị mình
mấy cái làm mấy cái kia ha, thì cô anh chị mình, nếu mà mình không tin thì mình có thể tham khảo thêm nhiều kênh để mình làm cho nó đẹp cái cây của mình. Chứ mà cô anh chị mình nhận cây về mình đem ra nắng liền là nó chết queo liền nha cô anh chị, nó cháy cái lá, rụng lá, nó chết cây luôn, chứ không phải là mà nó vậy không, do là nó sốc nhiệt hoặc là sốc thời tiết luôn, từ nóng ra lạnh nó cũng vậy luôn ha, tùy theo cô anh chị mình ha. À, thì ngoài mấy mã số này thì mấy cái combo mà ví dụ ba cây bình lợi thì con vẫn bán 200 luôn nha anh chị, tất cả các giống nha, thì cô anh chị mình chọn giống nào cũng được, không phải nhất thiết là bình lợi không, nhưng mà bình lợi Sài Gòn nhiều Ngọc Toàn, giống như mấy combo hồi nãy con lên của anh chị mình ha, cứ chọn thoải mái. Thì cô anh chị mình có thể là liên hệ đặt hàng, mình gọi qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được. À, cô anh chị mình lướt ngang kênh thì cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn mà có những đóng góp ý kiến khác á, mình có thể là comment phía bên dưới nè, nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con luôn cũng được luôn ha. Và nhớ là nhấn vào chuông thông báo anh chị. Thì ngoài mấy cái này thì có, ví dụ mà bình lợi thì có cỡ chừng 200-250 nó vẫn có nha. Sài Gòn thì nó vẫn vậy, thì tùy theo của anh chị mình lựa chọn thôi. Cuối cùng là chúc anh chị mình buổi sáng nhiều sức khỏe, em lại của anh chị trong cái giao sau, cho xin chào tất cả các anh chị mình ạ.